Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình đột nhập vô vườn bông hồng. Đây. Ở đây có hồng nhung, có hồng bình thường của mình, có rồi hồng trắng nữa nè mọi người. Đây có hồng trắng, có hồng trắng nha, rồi có hồng nhung, rồi bông hồng thường, nhưng mà cái cánh không rất là tươi. Rồi có bông hồng màu cam luôn, có bông hồng màu cam luôn đây. Vô camera làm như thế nó không có tươi như ngoài, nhưng mà này màu cam rất là tươi đó, màu đỏ. Nhiều lắm nha mọi người. Bông hồng muốn một thân là nó có một thân luôn. Này. Bông hồng. Bông hồng cũng cho một cốt một thân luôn. Đó. Phía xa xa kia có màu vàng, màu hồng nhung, màu đỏ sậm đây. Màu đỏ tươi. Rồi có bông hồng hồng này, hồng tí mũi hết ta. Cô này hồng tí mũi hả cô? Hồng tí mũi luôn, có hồng tí mũi luôn, nhỏ xíu đây. Đó. Cái này nó lên tược rất là nhiều, nhưng mà cắt tỉa nó nè, cái gốc của nó lớn nè mọi người. Cái này bông hồng vàng đó. Đó, hồng tí mũi nè. Đó, chỗ rộ hết trơn. Mình lui lại cho mọi người xem. Ồ, hình như cái đó, cái này là hồng màu vàng hay màu trắng ta? Ủa gì mình có hồng trắng không con? Có cái chậu màu cam đây. Chậu màu cam lúc nãy mình mới giới thiệu. Đó, màu cam ở ngoài nó tươi lắm nha, tại lên hình nó làm sao đâu. Chứ lại thiếu ánh sáng. Mình ghé buổi chiều thiếu ánh sáng. Rất là nhiều. 35, 40, 50 ngàn chậu đủ loại hết. Đó. Bye bye mọi người nha. Mình quay sơ lược cho mọi người xem. Ai có mua thì liên hệ số điện thoại. Bye bye. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.